15 tháng 7 năm 2020, dân đoàn mất đất của tỉnh Lạng Sơn lại tiếp tục đồng hành, đồng thanh nắm chặt tay nhau để đi xuống trung ương để kêu cứu, gọi tên đảng, tên chính phủ, tên quốc hội và cũng như là gọi tên của các bác lãnh đạo trung ương làm sao sớm khẩn trương nhìn nhận thấy cái hình ảnh của chúng tôi để mà chỉ đạo cho các bộ ngành thuộc thẩm quyền của mình để giải quyết dứt điểm những cái mà còn đang tồn tại vướng mắc và cũng như cái nỗi niềm tâm tư nguyện vọng của những người dân Loan tại tỉnh Lạng Sơn để được thực hiện, thực thi pháp luật một cách đúng đắn, một cách thực tế, một cách cụ thể và có cán bộ thuộc chức năng thẩm quyền của mình có trách nhiệm, công tâm, khách quan, minh bạch để mà giải quyết dứt điểm những cái điều mà người dân đang mong mỏi. Vâng, cảm ơn Thanh Hoài. Hiện nay nhiệt độ ngoài trời thì rất là nắng nóng. Hà Nội thủ đô nơi mà ô nhiễm cái chỉ số rất là cao. Nhưng mà với cái quyền lợi hợp pháp và bảo vệ cũng như là bảo vệ pháp luật, người dân Loan tại tỉnh Lạng Sơn vẫn đang cố gắng gồng mình chống chọi với tất cả những cái thời tiết khắc nghiệt này để mà kiên trì, kiên nhẫn, đoàn kết và quyết tâm loại bỏ những cái xấu xa, những cái cán bộ mà đã thoái hóa biến chất về đạo đức lối sống cũng như là tư tưởng, đã cửa quyền tự chuyển biến, tự diễn biến để mà đẩy những người dân vô tội và ban hành những cái văn bản không đúng thực tế, mọi cái bất lợi để người dân phải rơi vào hoàn cảnh như thế này đây. Vâng, trước mặt tôi là tòa nhà văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã và đang làm việc tại nơi đây. Thì hiện nay chúng tôi với hình ảnh, với con người bằng xương, bằng thịt, bằng hơi thở, tiếng nói của mình đã và đang tiếp tục đứng đây với mong mỏi, với tâm tư nguyện vọng, với hình ảnh này sẽ được ghi nhận, truyền tải qua camera giám sát an ninh đường phố cũng như là sự chứng kiến tay mắt của lực lượng an ninh nơi thủ đô để làm sao truyền tải vào báo cáo sự việc hàng ngày còn đang tồn tại lại để làm sao giúp đỡ chúng tôi sớm khẩn trương để giải quyết theo đúng quy định, trình tự thủ tục mà luật đã quy định. Trời nắng muốn đi rồi.
dân ra khỏi nhà cửa cửa hết nước trong mắt quốc ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, luật pháp thì cứ cho người dân đi ra khỏi nhà cửa cửa hết nước trong mắt quốc ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, người dân an cư thì mới lập nghiệp, không có nhà cửa thì thế này thì làm sao mà sống được nước trong mắt quốc ơi. Dân giàu nước mới mạnh. Vậy người dân mất hết nhà mất cửa, liệu rằng có giàu và đất nước có được mạnh hay không? Đó là cái tâm tư nguyện vọng, nỗi niềm của những bà con tại Dân Oan của tỉnh Lạng Sơn hiện nay đã và đang đứng tại nơi đây. Khi một ngôi nhà cũng như là nơi chôn rau cất giống và nơi sinh sống đang tồn tại của bà con bị cướp đi và lấy mang đi phân lô bán nền, thì liệu rằng có giàu có mạnh ở đấy hay không? Số một Ngô Thị nhận, hôm nào tôi đi nhập đơn 08 nhận đơn của chúng tôi nữa, bác chồng bác phúc ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, bác chồng bác phúc ơi. Tôi đi về đi, tôi về coi chứ. Đi sang bên kia đi, lại sang bên cổng bên kia. À đây này, từ, các cái xe ở đây vẫn ở đây. Biển số 80A03523. Đây là những chiếc xe mà các bác lãnh đạo trung ương đang đứng tại nơi đây. Và mong rằng những cái hình ảnh của chúng tôi sẽ được ghi nhận và đang nhìn thấy thực tế. Dân chúng tôi thì tố cáo nhiều năm nay rồi bác ơi. Thế mà chính quyền Lạng Sơn vẫn coi thường pháp luật, coi thường dân bác ơi. Vẫn cấp những quyền sổ đỏ trái với luật pháp Việt Nam mình nha bác ơi. Vì những quyền sổ đỏ đó mà nhân số cho xã hội đen xuống dọa dân chúng tôi một lần nữa đấy bác ơi. Vì vậy dân chúng tôi đi kêu cứu yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cùng Đảng, cùng bác chồng bác phúc, cùng các lãnh đạo trung ương chỉ đạo ngay khẩn cấp dừng những cái cửa sổ đỏ và những cái giấy phép xây dựng của tỉnh Lạng Sơn này để ổn định dân cuộc sống của chúng tôi, để chúng tôi đi đòi quyền lợi của chúng tôi đi bác ơi. Chứ không thể để tỉnh Lạng Sơn cứ coi thường pháp luật mãi như này được đâu bác ơi. Đẩy người dân về chúng tôi vào những đường đi của xã hội rồi bác ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, cứu dân Oan Lạng Sơn. Dân chúng tôi yêu cầu Đảng và Chính phủ chỉ đạo ngay khẩn cấp tỉnh Lạng Sơn dừng lại những cái việc làm trái luật pháp Việt Nam đó đi bác ơi. Cứu dân Oan Lạng Sơn. Trái pháp luật. Chị đang sang. Dân chúng tôi vẫn thượng tôn pháp luật nên là bác ơi. Vẫn đi theo đường lối chính sách của Đảng nhà nước Việt Nam mình bác ơi. Để kêu cứu các ban ngành lãnh đạo trung ương chỉ đạo cho các bộ ngành đủ thẩm quyền vào cuộc đòi lại quyền lợi hợp pháp cho dân chúng tôi đi bác ơi. Đảng ơi, chính phủ ơi, chỉ đạo bắt xem cái lỗi tham nhũng mà chính chúng tôi vạch ra để đi đâu.
đấy nó vừa ra tù nó về. Nó xuống, nó vừa mới cảnh báo cách đây một tuần rồi, nó xuống tận nhà mà. Chú thằng thắng thằng cô đấy á, em cũng đã bảo với chỗ công an tỉnh đấy, bảo là thằng này xem như nào để ngăn chặn, không được để bản thân bị cái cổ là chết đấy. Đặng lên họ cũng nắm được rồi. Ông cũng nắm được rồi đó. Ôi khổ lắm em ạ, cứ làm kiểu gì nữa tôi. Đấy nè, cái thằng cô đấy nó vừa đi tù nó về đợt trước cũng xử lý về cái gây rối trật tự công cộng. Đúng rồi, nó bắn nhau đó, nó súng trước nó bắn rồi. Rồi. Em cũng bảo cái chỗ nào công an tỉnh đi cái chỗ trường học này rồi, cái chỗ bà con ở xuống Bình Cai. Đấy, em cũng là bạn của bà con tỉnh thôi. Cái này là em nắm được thông tin là kênh, nó là kênh riêng nhá, chứ hồi ấy thì đừng có nói ai nhá. Không thông tin thôi. Sáng nay em có gọi điện em nói rồi. Đang ngon. Không. Đấy, cứ bảo ở trên đấy nói. Vì vậy mà thông tin trên đấy nó nắm được rồi. Hôm nay là báo rồi, nó nắm được rồi. Đấy, bây giờ phải ngăn chặn cái việc đấy thì mới ngăn chặn được ấy. Rồi. Ôi bà con nó đúng là khổ quá, chị thấy nhá. Các kiểu nó tứ tung nó đổ vào đầu này. Vâng, đây là toàn bộ những dân oan đang hồng hành cùng nắm chặt tay nhau đồng thanh lên tiếng để đi kêu cứu tại trung ương như thế này đây. Đây là những hình ảnh của những người dân oan tại tỉnh nhà đây ạ. Đây, đứng đây cho nó mày. Đứng đây. Tiếng kêu cứu náo lòng và kêu thấu trời xanh cũng như là tâm tư nguyện vọng của những người dân oan tại tỉnh nhà và tại tỉnh Lạng Sơn của chúng tôi đây hiện nay vẫn đang tiếp tục đồng hành, đồng thanh nắm chặt tay nhau, kiên trì, kiên quyết, kiên nhẫn để mà làm sao quyết định tố cáo những cái sai phạm mà tại tỉnh Lạng Sơn chính quyền họ đã ép cửa quyền, họ tự diễn biến, họ tự chuyển hóa để rồi đẩy những mảnh đời, những gia đình, cuộc sống mưu sinh của chúng tôi như thế này đây. Vậy mà nhiều năm nay người dân đã phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cuộc sống mưu sinh, bỏ gia đình con cái, đợi trời chống chọi với thời tiết khắc nghiệt
để mà giữ gìn sức khỏe, đem hơi thở, tiếng nói cũng như là hình ảnh bằng con người, bằng xương, bằng thịt của chúng tôi đứng dưới trước cổng của các bác lãnh đạo trung ương làm việc, để hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ được truyền tải cũng như là được ghi nhận qua những cái camera giám sát an ninh nơi đường phố ngay cổng làm việc của các bác, và được sự chứng kiến tai mắt của lực lượng an ninh nơi thủ đô để làm sao truyền tải vào sớm khẩn trương để mà cứu lấy những người dân vô tội của chúng tôi tại tỉnh Lạng Sơn đã và đang bị trà đạp một cách trắng trợn như thế này đây. Rồi. Đi về đây, không muộn đâu. Vâng, đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang được tiếp tục truyền tải. Mong rằng các bác lãnh đạo trung ương cũng như là lực lượng tai mắt này sẽ báo cáo bằng thực tế, bằng đúng hiện nay còn đang tồn tại vướng mắc này để sớm giúp chúng tôi được giải quyết theo đúng quy định pháp luật và được trả lại những cái quyền mà chúng tôi đã và đang bị trả đạp một cách trắng trợn tại quê nhà. Vì những cái lợi ích nhóm này, họ đã cứ ở quyền, họ áp đặt, họ đẩy mọi thứ bất lợi, mọi cái khó khăn khổ đau cũng như là mọi cái mà chúng tôi đã và đang phải gánh chịu. Có đất mà lại bị mất đất, làm đầu nhân đất của nhân dân. Đất đang ở ổn định, cuộc sống mưu sinh, gia đình con cái được thu nhập từ đây, vậy mà họ lấy danh nghĩa của nhà nước để thu hồi về, để mang đi phân lô bán đấu giá, mà trong đó chưa nói đến cái dự án không có quy hoạch mà dám lấy đất của dân, phá nhà phá cửa để rồi đẩy người dân bao nhiêu năm trời không nhà không cửa như thế này đây. Làm như vậy có đúng luật pháp Việt Nam không các ơi? Đây là hình ảnh của chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyền tải. Thôi lên đi, các cháu lên xe lên đi. Thôi lên đi. Vì máy của tôi cũng hết pin rồi, hết điện rồi, và chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải những cái hình cho tất cả các bạn đã và đang xem những cái live stream để mà giúp chúng tôi thêm một hành động, thêm một tiếng nói để bảo vệ cái lẽ phải. Tôi xin được chân thành cảm ơn các bạn ạ, cảm ơn những cái lời bình của bạn cũng đã là